Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ lễ kính Phật Đức Thầy, lễ kính Đức Ông Đức Bà, lễ kính thưa quý vị. Hôm nay Hoàng Hương có mặt tại một địa điểm rất là đặc biệt quý vị. Ở nơi đây chúng ta thấy phía ở bên này gọi là mộ của Đức Bà quý vị, còn phía bên này là mộ của Đức Ông, tức là thân mẫu và thân phụ của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo Đức Thầy. Thì ngôi mộ rất là đặc biệt quý vị, đặc biệt cũng như là sao thì mà chúng ta cùng xem xung quanh này ha quý vị. Nhưng mà quý vị, quý vị, đây thì chúng ta thấy rằng đó là Đức Ông Huỳnh Công Bổ, sinh năm Mậu Tý 1888, tử ngày mùng 6 tháng 3 1916. Dạ, đây thì phần mộ chúng ta thấy rằng á là ở dưới này lên không được một gang quý vị. Cái ngôi mộ xây không có xây nấm, không có xây nấm ở trên mà chỉ đổ đá này, như đá bụi hay gì ta, nó bụi đá mi gì đó mà đổ trên này thôi, cũng không có tráng xi măng bằng. Ngôi mộ đặc biệt nhất ở trong cái khu vực này, thấy trên Việt Nam thì chắc có ngôi mộ Đức Ông Đức Bà rất đặc biệt quý vị. Thì mọi người thấy rằng đó là ngôi mộ này cổ khi xưa tới bây giờ. Dạ, đây thì con không dám ngờ vào. Quý vị thấy rằng đó là đơn giản nhưng mà trang nghiêm và đẹp ha quý vị. Bia đá thì bia đá hồi xưa, bia mộ á quý vị, đá từ xưa, cái này đục chữ là bằng, cái này hồi xưa đục thủ công bằng tay luôn á, nhờ trong cái đá. Nhà mộ bên Đức Bà cũng vậy. Đức Bà tên là Lê Thị Nhậm, sinh năm Giáp Thân 1884, tử ngày 25 tháng 4 1967. Hồi xưa mà khắc đục như vậy cũng hay ha quý vị. Này là không được một gang tay quý vị, mọi người thấy không, cỡ nửa gang gì. Thì ở xung quanh nơi đây có những ngôi mộ khác là có cái nấm ở trên, mà ngôi mộ Đức Ông Đức Bà không có nấm. Ở đây thì những ngôi mộ cũng có phần cao hơn. Phía sau này, đây là phần mộ này quý vị, chứ không phải mộ đâu nha, nhưng mà bằng luôn. Mô Phật. Này tráng xi măng ở trên luôn. Này cũng vậy, là trong tộc họ của Đức Thầy. Mình sẽ đi dài dài ra ngoài này. Đó thì chúng ta thấy rằng đó là có những cái cây cổ thụ lâu năm rất là đặc biệt. Bản lưu niệm nhà mộ cố Đức Ông Đức Bà. Đây là cây cổ thụ, thấy cây ngộ hay quý vị. Những ngôi mộ ngoài này thì có nấm. Cái nấm tức là phía trên này nè, gọi là cái nấm. Còn như cái kia là mộ Đức Ông Đức Bà là không có nấm nha quý vị. Khu này còn mộ thôi.
những cái hàng dừa, nó có cái hồ sen. Hồ sen này thì mọi người thấy là những cái sen này nè, sao héo chết hết rồi, rụi. Ở đó giống như Đức Phật Thầy, ở dưới giống như là cái sáu năm chèo. Đây là phía sau tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, nơi Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy ngày đáng sanh ở nơi đây. Phía sau này rộng mát quá vậy. Ở phía trước là tổ đình. Này là chèo chuẩn bị chương trình lễ 25 tháng 11. Các chị thịnh nước uống. Mọi người chuẩn bị tế lễ, em thấy bung gạp này kia lên, ta làm dữ lắm luôn. Ta tỉnh nước uống. Dạ, chào anh em đi.